quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra các cửa hàng xăng dầu treo bảng nghỉ Tết. Siêu thị dồi dào hàng hóa những ngày đầu năm. Những kịch bản công phá các thị trường toàn cầu. Kính chào quý vị, đó là một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin tài chính thị trường hôm nay. Nội dung chi tiết sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trước phản ánh của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua về việc một số cây xăng trên địa bàn quận 7 và quận 12 treo biển nghỉ Tết, dẫn tới tình trạng một số người dân không mua được xăng, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quân kiểm tra các cửa hàng xăng dầu nghỉ Tết. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi có phản ánh của người dân, đơn vị đã nhanh chóng ra quân kiểm tra các cửa hàng do người dân phản ánh. Đối với các trường hợp đơn vị kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động, ngừng bán hàng không đúng quy định, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo thẩm tra, xác minh thông tin và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm như ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt nhằm ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Mặc dù lượng khách đến và mua sắm chưa cao, nhưng từ mùng 4, mùng 5, các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tung ra các loại thực phẩm mới, phong phú để thu hút người tiêu dùng sau 5 ngày nghỉ Tết. Sáng ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết Quý Mão, mẹ con chị Ngọc Châu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh chọn siêu thị là điểm đến, vừa để tham quan dạo chơi vừa mua sắm cho gia đình. Siêu thị với rất nhiều món ăn chế biến sẵn, tiện lợi cho người tiêu dùng, nhất là với các gia đình muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, thay vì cứ phải lo nấu nướng, bếp núc mấy ngày Tết. Rất là tiện lợi cho mình, và mình vừa đi tham quan nữa chị, và mình vừa ăn uống mà được mua sắm, là nói chung rất là tiện lợi, nhiều thứ rất là phong phú và nhiều món ăn nữa chị, mình tự lựa chọn nữa, thích món nào mình ăn món đó, tao phải biết chế biến sẵn nó rất là ngon. Hàng loạt điểm bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại từ ngày 23 tháng 1, tức là mùng 2 Tết, như Lotte Mart mở cửa từ 10 giờ đến 21 giờ, hệ thống siêu thị Bixi, Top Market, Satra Mart đã mở cửa từ 10 giờ đến 22 giờ, Co-op Mart, MM Mega Market hoạt động trở lại bình thường. Hàng hóa ở các siêu thị cũng dồi dào, phong phú, đặc biệt là các loại thực phẩm tươi sống, rau xanh để đáp ứng nhu cầu của người dân sau những ngày nghỉ Tết với thức ăn trữ sẵn từ trước Tết. Tết mua ở đây ngon, bởi trở lại mua nữa. Thịt ở đây chủ yếu là ngon, bởi hôm Tết mua quá trời luôn. Ở đây là rau sống là ngon nhất, với hành lá đó, ngon. Rửa là nó khác hẳn với hàng chợ, với hàng siêu thị. Em rất là thích đi siêu thị nè, tại vì xưa giờ em vẫn đi bên này vì các mặt hàng rau củ đa dạng hơn và tươi hơn các siêu thị khác. Tại vì em nghĩ là hôm nay mọi người sẽ vẫn còn trong kỳ nghỉ cho nên em tranh thủ em đi sớm. Các siêu thị liên tục tăng cường hàng hóa lên quầy kệ phục vụ người dân mua sắm, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giữ ổn định giá cả. Ghi nhận ở một số điểm bán lẻ phụ thu từ 50 đến 20% phí phục vụ trong Tết do thuê nhân công phục vụ Tết. Còn lại hầu hết các siêu thị đều không tăng giá bán hàng, giá dịch vụ. Mọi việc diễn ra theo kế hoạch và có một cái hệ thống kiểm soát chặt chẽ, cho nên các đội ngũ kiểm tra, kiểm soát cũng như thu mua chỉ cần làm theo đúng quy trình, và quy trình kiểm soát vẫn chặt chẽ như bình thường. Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 46 trung tâm thương mại, 237 siêu thị và 3.012 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động. Từ mùng 6 Tết, toàn bộ các hệ thống bán lẻ sẽ hoạt động trở lại bình thường. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tính cả năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam cán đích 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 34% so với năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên ngành cá ngừ đạt giá trị xuất khẩu tỷ đô la Mỹ. Kết quả này đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ đô la Mỹ của ngành thủy sản trong năm 2022. Các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất khẩu sang 99 thị trường trên thế giới. Trong số đó, Mỹ, Liên minh châu Âu EU, các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Israel, Thái Lan, Ả Rập Xê Út, Nga, Philippines và Ai Cập là các thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 92% tổng giá trị xuất khẩu. Ngay sau đây sẽ là những thông tin kinh tế tiêu dùng đáng chú ý.
Giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore tiếp tục tăng mạnh ở mức 108,41 đô la Mỹ một thùng với xăng RON 95 và 104,52 đô la Mỹ một thùng với xăng RON 92. Do đó, giá xăng kỳ điều hành ngày 1 tháng 2 có thể tăng thêm 1.300 đến 1.700 đồng một lít. Dầu tăng thấp hơn khoảng 1.000 đến 1.500 đồng một lít. Tuy nhiên, mức tăng này còn tùy thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới trong những ngày tới và mức chi sử dụng quỹ bình ổn của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Mặc dù cả nước vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tuy nhiên giá cà phê trong nước vẫn đang duy trì đà tăng ổn định. Ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục tăng khá mạnh, 500 đồng một ký. Theo đó, giá cà phê trong nước được thu mua ở khoảng 41.100 đến 41.700 đồng một ký. Dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, trong khi nhiều loại trái cây ở tỉnh Tiền Giang, Bến Tre khan hàng, sốt giá thì đầu ra của trái dừa tươi rất khó khăn và giá thấp, nhà vườn không có lãi. Cụ thể, giá dừa Mã Lai 35.000 đến 40.000 đồng một chục, dừa xiêm xanh giá chỉ ở mức 30.000 đồng một chục. Trong một thời gian dài, trái dừa khô và dừa tươi đều rớt giá và không có lãi. Trong khi đó, phân thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng lên nên nhiều vườn dừa bị bỏ phế, nhà vườn không tích cực chăm sóc vườn cây. Tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo công bố tháng 12 năm 2022, nhóm các nhà chiến lược của Standard Chartered, tập đoàn tài chính hàng đầu của Anh, đã liệt kê 8 kịch bản phiền não có thể dẫn tới những tác động mạnh trên các thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền điện tử. Đầu tiên là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất ở mức 200 điểm cơ bản vì kinh tế Mỹ suy thoái nghiêm trọng trong nửa đầu năm 2023 do ảnh hưởng của biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ hiện nay. Trong một kịch bản khác, nhóm nghiên cứu đánh giá về khả năng dầu Brent giảm xuống chỉ còn 40 đô la Mỹ một thùng khi nhu cầu giảm mạnh vì suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, khả năng cuộc xung đột tại Ukraine được tháo gỡ cũng giúp giải tỏa nguy cơ hàng đầu với chi phí năng lượng dẫn tới giá giảm. Một kịch bản bất ngờ khác được Standard Chartered đề cập là khi các đồng tiền điện tử tiếp tục mất giá trong năm 2023. Trong đó có đồng Bitcoin giảm tới 70% giá trị xuống chỉ còn 5.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, Standard Chartered còn điểm thêm 5 kịch bản khác tiềm tàng khả năng công phá các thị trường toàn cầu trong năm 2023. Thứ nhất là đồng euro tăng 19% giá trị so với đô la Mỹ, lên mức 1,25 đô la Mỹ đổi 1 euro. Thứ hai, chỉ số chứng khoán công nghệ Nasdaq 100 giảm thêm 50%. Thứ ba là đồng nhân dân tệ phục hồi sau khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, tăng 10% về mức 6,4 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Thứ tư là giá lương thực giảm mạnh khoảng 15% khi xung đột Ukraine được tháo gỡ. Và cuối cùng là kịch bản biến động chính trị tại Mỹ gây khó khăn cho đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden. Trong báo cáo kinh tế thường niên công bố ngày 25 tháng 1, chính phủ Đức cho biết đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Theo đó, nền kinh tế nước này dự kiến sẽ tránh được nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm nay. Trong khi đó, niềm tin kinh doanh tại Đức tiếp tục tăng trong tháng 1 năm 2023. Tháng tăng thứ tư liên tiếp trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng lắng dịu và khả năng nền kinh tế đầu tàu châu Âu tránh được suy thoái. Cụ thể, trong năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức dự kiến đạt tăng trưởng 0,2%, tăng so với mức dự báo sụt giảm 0,4% đưa ra hồi mùa thu. Lạm phát cũng được dự báo giảm từ mức 7% đưa ra trước đó xuống mức 6% trong bối cảnh giá năng lượng đã giảm. Theo Bộ Kinh tế Đức, hiện không còn dấu hiệu suy thoái mà nhiều nhà quan sát trước đây cho là không thể tránh khỏi. Đức đã cho thấy khả năng chống chịu tốt với khủng hoảng và đã đạt được những kết quả tốt trong lĩnh vực kinh tế cũng như đảm bảo ổn định được nguồn cung năng lượng và độc lập hơn trong vấn đề năng lượng. Trong lĩnh vực lao động, Đức dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5,4% trong năm 2023, tăng nhẹ từ mức 5,3% của năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số môi trường kinh doanh cũng đã phục hồi, nhập khẩu được dự báo đạt tăng trưởng 1,6%. Những thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Đức vẫn là cuộc chiến ở Ukraine, những hậu quả về kinh tế đi kèm, sức khỏe kinh tế toàn cầu yếu kém, giá năng lượng và tiêu dùng ở mức cao, cũng như vấn đề an ninh nguồn cung năng lượng. Trong thông báo ngày 25 tháng 1, tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing cho biết, trong quý cuối cùng của năm 2022, gã khổng lồ của Mỹ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ này đã thua lỗ tới gần 700 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân là do chi phí sản xuất cao hơn và các vấn đề về chuỗi cung ứng.
Đây có thể được xem là một quý đáng thất vọng nữa đối với tập đoàn Boeing, vốn vẫn chưa phục hồi sau các vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến dòng máy bay 737 MAX và đại dịch COVID-19 đã làm giảm nhu cầu mua máy bay mới của các hãng hàng không. Boeing cho biết khoản lỗ này vẫn chưa thấm thấp gì so với khoản lỗ 4,16 tỷ đô la Mỹ mà hãng phải gánh chịu trong quý 4 năm 2021. Tuy nhiên, các cổ phiếu đã ngay lập tức giảm hơn 2%. Doanh thu của Boeing tăng 35% so với một năm trước đó, lên 19,98 tỷ đô la Mỹ. Theo Boeing, tập đoàn đang ổn định việc sản xuất máy bay 737 mới với sản lượng 31 chiếc mỗi tháng và có kế hoạch tăng tốc lên khoảng 50 chiếc mỗi tháng vào năm 2025 hoặc 2026, đồng thời sẽ tăng cường sản xuất những chiếc máy bay 787. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường. Kính chúc quý vị năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.